chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Vlog và mình là Văn Nóng Lazada. Thì đợt trước mình có làm khá nhiều series về rắn mối. Có một số anh em hỏi là nuôi rắn mối như thế nào. Ở đây mình nuôi không phải theo kiểu thương nghiệp, tức là có rất nhiều cái trang trại họ nuôi rắn mối kiểu thương nghiệp, tức là họ nuôi một cái đàn nó lên tới vài triệu con. Đây mình chỉ mua một hai con để làm các cái thí nghiệm thôi. Và đây chuồng nuôi của nó như này. Mình sẽ có xếp cho nó một cái viên gạch lỗ để nó có thể chui vào trú ẩn. Đấy, như các bạn vừa thấy nó đã chui vào lỗ rồi. Một cái máng nước cho nó uống và một cái máng ăn. Thì ở đây mình nuôi theo cái chế độ khác, tức là mình muốn cho nó sạch thì mình sẽ cho nó ăn riêng hoàn toàn. Và cái chuồng này chỉ để vệ sinh lót lá, để khi mà nó đi vệ sinh ra các cái này thì mình chỉ cần thay lá thôi. Thì nó không, nó sạch hơn nếu mà mình cho ăn luôn ở trong cái chuồng nuôi này thì nó sẽ khá là bẩn, mùi sẽ rất là khó chịu. Rồi bây giờ cái công việc hàng ngày bây giờ mình sẽ đi thay cái lá này như thế nào nhá. Đầu tiên mình sẽ bắt nó ra cái này. Mình sẽ cho một cái máng riêng như này. Và thay thì mình chỉ thay các cái lá thôi, lá này thì rất là nhiều, hoạt động được. Các cái lá này mình cũng chả biết cây gì, lá nó xanh thế à, bóng kinh khủng luôn này. Đây mình chỉ cần thay cái lá này thôi. Đây là cây trúc nhật này. Giờ mình sẽ bắt nó ra đây và đi vệ sinh cái chuồng nha. Ra thì nó đang chui trong cái lỗ này thì... Đây, nó trốn trong thang này rất là sâu luôn. Từ từ đã. Rồi, nó ra rồi. Thường mình cho ăn, mình sẽ cho ăn thôi ở trong này. Bây giờ mình đi dọn chuồng cho nó đã. Cho mấy cái lá lên cho nó trốn đi. Chứa thay chuồng, mình sẽ thay cái lá này thôi. Bây giờ đi thay chuồng nhá. Bẩn luôn đấy. Cái máng nước của nó này. Cho ra ngoài đi. Bây giờ mình sẽ đi thay cái chuồng này. Thì... chuồng này. Đây, mình sẽ có một cái chuồng này. Cái này thì để nuôi giun này. Cái này để nuôi giun câu cá, mình có một cái chuồng riêng. Những cái đá khô như này mình sẽ chắc là mình sẽ vứt ở đây để làm cái mùn nuôi giun luôn. Kết hợp rất là nhiều. Chắc này nó cũng có phân của rắn mối luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi cọ cái chuồng này nhá. Tưới cho giun luôn. Tiết kiệm tối đa. Như kiểu VAC. Rồi mình sẽ đánh lại cho nó một nữa cho nó sạch này. Bắt buộc vẫn phải dùng tay đánh nhé. Rồi, đánh lại nữa là xong thôi. Nó cũng sạch mà, cũng không bẩn lắm đâu. Cần các bạn cũng để nuôi trong cái bể thủy tinh được, mình nuôi chuồng nhựa này cho nó rẻ, tiết kiệm chi phí. Theo đó chính là vệ sinh cái hòn gạch này. Hòn gạch này cực kỳ quan trọng nhá. Thứ nhất để làm nơi trú ẩn cho nó và nó cũng đi vệ sinh trực tiếp hòn gạch ấy luôn này. Bây giờ mình sẽ về vệ sinh cái hòn gạch này, nó cực kỳ quan trọng đấy. Thank you.
Như vậy đây, mình đã vệ sinh xong gạch, bây giờ mình sẽ cho rắn mối ăn này. Nói chung công việc vệ sinh nó cũng khá là mệt. Nói chung nuôi con gì thì cũng thích ở đây, nhưng mà cái việc khổ nhất là chính là vệ sinh chuồng, tắm giặt cho chúng nó nữa. Như kiểu nuôi con mọn vậy, cho nó ăn luôn thì thức ăn của rắn mối là mình hay cho ăn cám chim, cám cá, và đặc biệt là cái tôm khô này, ở cái tép này. Thì tép này mình kết hợp cho ăn cả rùa luôn. Thì rắn mối thì nó cũng ăn cả tép và nó rất thích cái này. Giờ mỗi lần ăn mình sẽ cho ăn khoảng 3 đến 4 con. Con này nó cỡ bé, nó chỉ ăn từ 3 đến 4 con thôi, nó không ăn nhiều đâu. Nó thì rất là hiền thôi, nó không hề tấn công người gì cả. Nhưng mà bản chất của nó khi nhìn người nó sẽ lẩn trốn. Bây giờ mình sẽ vứt cái lá ra này. Lá tí mình sẽ lót trong chuồng để cho nó mát. Và thứ hai cho nó chỗ đi vệ sinh nữa. Chắc là cũng có nhiều clip mình chia sẻ cách cho rắn muối ăn rồi. Đây, chỉ cần vứt này vào nó tự ăn thôi. Đấy. Rồi, để muốn nó ăn thì chắc là nó cũng phải khá lâu đấy. Sẽ để camera cho xem cảnh nó ăn như nào các bạn nhé. Cảnh rắn muối ăn, và bây giờ mình sẽ thả nó về chuồng này. Còn cái tôm thừa này cho đổ đi thôi. Còn sau khi cho rắn muối ăn xong là thường mình sẽ cho nó tắm. Nhưng mà đây mình tí nữa mình sẽ làm một cái clip thí nghiệm là thử cho rắn muối xem là rắn muối có biết bơi không. Thì bây giờ mình sẽ sửa soạn lại cái chuồng của nó này. Đây là cái chuồng của nó. Bây giờ mình sẽ cho cái viên gạch vào đã. Đi lấy viên gạch. Đây, viên gạch của nó đây. Đặt cái này xuống này. Bắt đầu lót lá để cho nó có thể trú này. Bọn này nó thích trú ẩn, nên giờ cũng phải có những cái lá như này. Và khi nó khô thì nó có tác dụng mà để không biết, nhưng mà đặc tính của rắn mối nó rất thích trú trong những chiếc lá khô. Rồi, bây giờ đi lấy cho nó cái máng uống đã. Máng uống ở đây này. Rửa qua cái này, đánh qua nữa. Nhiều việc phết đấy. Đây, nó ít luôn cả vào trong cái máng uống này. Đây, đổ nước vào cho nó uống này. Rất nhiều việc luôn. Nuôi con này rất mất công sức luôn. Đấy, mình để cho nó cái máng uống ở đây. Bây giờ thì mình thoáng thấy thả nó vào rồi, nhưng mà đây mình muốn làm một cái thí nghiệm về rắn mối.